Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Vân Hồ, mùng 10 tháng 6 năm 1913, mùng 10 tháng 6 năm 2023. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua yêu nước. Mường La có trên 720 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc chiều qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Các đại biểu tập trung thảo luận về những nội dung phạm vi điều chỉnh áp dụng luật các tổ chức tín dụng, điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và các luật có liên quan, giải thích từ ngữ, đăng ký kinh doanh, phòng ngừa rủi ro cho hệ thống, kiểm soát đặc biệt sở hữu chéo trong tổ chức tín dụng, lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, về việc ngừng giao dịch, quyền thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm, xử lý tài sản khoản nợ xấu, cung cấp thông tin cho các cơ quan phòng chống tội phạm, đảm bảo tính chính danh khi mở tài khoản ngân hàng, hệ thống thông tin khách hàng, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tập đoàn tài chính, chính sách số hóa các hoạt động ngân hàng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hoạt động của ngân hàng chính sách, tỷ lệ sở hữu cổ phần, quỹ dự trữ bắt buộc, khoản vay đặc biệt, tài sản bảo đảm cho vay đặc biệt, thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm, đối tượng tham gia, thủ tục rút gọn trong xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, bán nợ xấu và tài sản bảo đảm và mua bán nợ xấu của tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, kinh doanh bất động sản, ngân hàng chính sách xã hội. Tổng cộng có tới khoảng 121 ý kiến, tất cả. Các ý kiến phát biểu thì rất là thẳng thắn, đầy trách nhiệm và rất là sâu sắc, cho thấy được là các đại biểu đã rất là quan tâm đối với cái hoạt động ngân hàng nói chung, cũng sẽ tiếp thu tối đa các cái ý kiến của đại biểu để mà báo cáo tổng hợp báo cáo chính phủ để hoàn thiện. Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào các điều khoản cụ thể của dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nghiên cứu các ý kiến thảo luận để tiếp thu hoàn chỉnh dự án luật trình Quốc hội xem xét. Qua thảo luận, các vị đại biểu nhất trí về sự cần thiết về sửa đổi luật của các tổ chức tín dụng để khắc phục bất cập hạn chế của luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương của Đảng, đảm bảo an toàn, lành mạnh, ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xử lý nợ xấu, đảm bảo tài sản đảm bảo, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng bền vững, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh phù hợp với biến đổi mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế của các tổ chức tín dụng. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 6, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đến ngày 19 tháng 6, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc đợt 2, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo luật, nghị quyết và nội dung quan trọng. Tối qua, huyện Vân Hồ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện, mùng 10 tháng 6 năm 2013, mùng 10 tháng 6 năm 2023. Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, các sở ngành của tỉnh và huyện Vân Hồ. Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 72 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La. Qua 10 năm thành lập, huyện Vân Hồ đã chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, các thành phần kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả trên đất dốc,
chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy sản gắn với công nghiệp chế biến. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 57,3% năm 2013 xuống còn 26,3% năm 2023. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân thường xuyên được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đã phát biểu, biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển vươn lên trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đặc trưng có giá trị kinh tế cao, phối hợp với các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi, thu hút nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và nhân dân, phát triển kinh tế bền vững, quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở, đảm bảo công tác an sinh và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo lực lượng lao động tay nghề cao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao bức chướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho huyện Vân Hồ với nội dung đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Trong chương trình công tác tại tỉnh Sơn La, ngày 10 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm một số dự án đầu tư phát triển du lịch tại huyện Mộc Châu. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm khu du lịch rừng thông Bản Áng, Phoenix, Mộc Châu Resort và khu du lịch Mộc Châu Island, nơi có cầu kính xác lập kỷ lục Guinness, cầu đáy kính dài nhất thế giới. Đây là hai dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch mới được đưa vào khai thác tại huyện Mộc Châu. Đồng chí Tô Lâm đánh giá cao những giải pháp đồng bộ của tỉnh Sơn La để thu hút được các nhà đầu tư lớn vào khai thác một vùng có tiềm năng du lịch đặc biệt riêng có như cao nguyên Mộc Châu. Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã trồng cây bồ đề lưu niệm tại chùa Phượng Hoàng Mộc Châu. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cũng chia sẻ với đoàn về những chính sách ưu đãi công tác hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh nói chung, cao nguyên Mộc Châu nói riêng. Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã và được công nhận là khu du lịch quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc kháng chiến chống Pháp trải qua khoảng 1.000 ngày, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, động viên đồng bào chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 75 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua yêu nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ mục đích, cách làm và chỉ rõ ai cần phải làm gì để thi đua ái quốc, như phải diệt giặc đói, diệt giặc dốt, phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho nhân dân. Trong lời kêu gọi, người nhấn mạnh, bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo lớn nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Người ta có ví như cái cuộc chiến đấu của chúng ta chống Pháp ấy, nó giống như châu chấu đấu voi. Nhưng mà bác nói rằng là nay tuy châu chấu đấu voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Thì cái câu nói của bác đó chính là tin vào cái tinh thần đoàn kết, cái khả năng đoàn kết, cái huy động sức mạnh, yêu nước và cuộc lực lượng của toàn dân tộc. Và như chúng ta biết là sau 9 năm, có nhiều lý do, nhưng có thể nói là trong đó có một cái lý do như là một cái điểm nhấn là vấn đề thi đua, ái quốc, thi đua nước, cho nên chúng ta đã làm nên cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã đồng hành với công cuộc kháng chiến kiến quốc với hàng loạt phong trào như hũ gạo kháng chiến, sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, tiếng trống Bắc Lý, phong trào thanh niên Ba Sẵn Sàng, phụ nữ Ba Đảm Đang. Dường như ai cũng tìm thấy tinh thần thi đua trong mỗi lời can dặn của người. Đó có thể là một giáo viên trẻ, một chàng thanh niên, thậm chí là những em học sinh có thành tích xuất sắc đều được người quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời. Để những người bình thường, những việc bình thường nhưng ích nước, lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Và đây là những tấm huy hiệu được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho những tấm gương người tốt, việc tốt. Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện đang lưu giữ một cái bộ sưu tập về những cái câu chuyện người tốt, việc tốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lúc sinh thời người đã yêu cầu các đồng chí thư ký là cắt và dán đóng quyển lại cho người. Mặc dù là những cái phần thưởng của người là những cái tấm huy hiệu, nó không có giá trị nhiều về mặt vật chất, nhưng nó lại có cái giá trị tinh thần rất là to lớn, để mà người dân thấy rằng là được Bác quan tâm, được Bác chú ý đến vậy, để ai ai cũng hồ hởi phấn khởi để tham gia thi đua. Cho nên là Bác mới nói là gì, người người thi đua, ngành ngành thi đua thì ta nhất định thắng và địch nhất định thua. Cách đây 75 năm mà Bác Hồ kính yêu đã dạy cho chúng ta cách tổ chức thi đua. Thế mà chúng tôi suy nghĩ rằng là để phong trào thi đua nó thực sự là thiết thực, hiệu quả và bền vững ấy, thì nó phải có cái sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trong đó thứ nhất là chắc chắn là cái vai trò cấp phát động thi đua của cấp ủy chính quyền và đặc biệt là người đứng đầu ở đó là phải quan tâm thực sự. 3/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ những ngày đầu phát động, được kiểm nghiệm qua thực tiễn của hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ, vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, tạo ra động lực to lớn để dân tộc ta xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng qua, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh đề ra. Chỉ đạo tập trung tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về cơ chế điều hành để chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực giao thông vận tải địa phương được Bộ Giao thông Vận tải, ủy ban nhân dân tỉnh và hội đồng nhân dân tỉnh giao, cơ bản đạt tiến độ, chất lượng. Tổ chức làm việc và phối hợp với các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan để triển khai tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải cơ bản đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác tổ chức bộ máy, công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng sát với chức năng nhiệm vụ được giao. Sau tháng cuối năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảng viên, công chức, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực thi công vụ, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 18 của tỉnh ủy, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo 297 tỉnh đã đến kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống và kiểm soát ma túy năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Châu. Sau khi đi kiểm tra nắm tình hình thực tế tại các xã Triềng Sàng, Tú Nang và làm việc với huyện Yên Châu, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Yên Châu trong thời gian qua. Theo đó, huyện đã kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống ma túy từ huyện đến xã bản. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào công tác phòng chống ma túy được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện lập được 178 hòm thư tố giác tội phạm. 100% các ban ngành đoàn thể đơn vị, các bản tiểu khu, các hộ gia đình trên địa bàn huyện ký cam kết tham gia phòng chống tố giác tội phạm ma túy và thi đua giữ vững chuyển hóa địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 24 vụ, 33 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.626 gram heroin, 12.833 viên ma túy tổng hợp cùng các vật chứng có liên quan, giảm 6 vụ, 7 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói chung, cùng các giải pháp để thực hiện hiệu quả các quy định của luật phòng chống ma túy,
cũng như việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án chuyển hóa xây dựng địa bàn xã phường thị trấn không có ma túy tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo. Đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo 297 tỉnh Sơn La về phòng chống và kiểm soát ma túy cũng đã có buổi làm việc với huyện Bắc Yên để kiểm tra, nắm tình hình, tiến độ và kết quả công tác phòng chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Bắc Yên đã tổ chức được 17 hội nghị các cấp tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, 20 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 12 bản thuộc 8 xã, thu hút 1.750 lượt người tham gia, 4 cuộc tại 2 trường học với 1.000 lượt người tham dự. Đến nay, huyện có 48 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 53 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý tại xã thị trấn, có 11 người đang quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy được thực hiện quyết liệt. Qua rà soát, xác định có 14 đối tượng nghi hoạt động bán lẻ chất ma túy, đã phát hiện triệt phá 39 vụ, 45 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 5,016 gram heroin, 26 viên ma túy tổng hợp metafetamin. Năm 2023, chuyển hóa địa bàn đối với hai xã Phiêng Ban và Mường Khoa, 5 bản trọng điểm phức tạp về ma túy xuống bản có tệ nạn ma túy ít phức tạp, chuyển hóa 10 bản của 10 xã thị trấn. Ban chỉ đạo 297 tỉnh Sơn La đề nghị trong thời gian tới, huyện Bắc Yên cần tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm, nhất là cần nắm chắc số người nghiện để quản lý, xây dựng hệ thống văn bản thống nhất từ huyện đến xã bản để thực hiện đồng bộ, quan tâm hơn nữa đến ma túy học đường, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tố giác, phát giác tại cơ sở. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Mường La có 721 thí sinh dự thi tại hai điểm thi là trường Trung học phổ thông Mường La và trường Trung học phổ thông Mường Bú. Đến thời điểm này, các thí sinh đang gấp rút ôn luyện, tổng hợp kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của mình. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mường La đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và ôn luyện ngay từ khi bước vào kỳ 2 của năm học. Ngay sau khi kết thúc chương trình học tập chính khóa, học sinh khối 12 đã được các nhà trường tổ chức ôn luyện, làm quen và thi thử với các dạng đề của kỳ thi trung học phổ thông, giúp các em rèn luyện tâm thái tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Mường La có 721 thí sinh, trong đó trường Trung học phổ thông Mường La 399 thí sinh, trường Trung học phổ thông Mường Bú 202 thí sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Mường La 55 thí sinh, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện 48 thí sinh và 19 thí sinh tự do. Với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị trường, sự chủ động của các em học sinh, tin rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, các thí sinh dự thi tại huyện Mường La sẽ đạt kết quả tốt. Ban vận động cứu trợ huyện Mường La đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình chị Quảng Thị Hồng là hộ đơn thân ở bản Cướp, xã Mường Bú, có nhà ở bị sập đổ do gió lốc ngày 2 tháng 6 vừa qua. Trận gió lốc xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 6 đã làm sập đổ hoàn toàn nhà ở và làm hư hỏng tài sản trong nhà của gia đình chị Quảng Thị Hồng, bản Cướp, xã Mường Bú. Rất may không có thiệt hại về người. Với phương châm 4 tại chỗ, ngay sau khi xảy ra sự cố, xã Mường Bú, huyện Mường La đã huy động các lực lượng và nhân dân đến giúp đỡ, sắp xếp bố trí nơi ở tạm thời cho gia đình. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hồng, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống, đồng thời đã trao kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ của Ban vận động cứu trợ huyện cho gia đình chị Quảng Thị Hồng để làm lại căn nhà mới. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.